học tiếng Trung dựa theo âm hán Việt tốt thì tốt, nhưng mà nhớ chú ý điều này nhé. Ví dụ như chữ nhân duyên, thì chữ nhân duyên này theo tiếng Trung nó có hai chữ nhá, rỉnh duyên và duyên duyên. Hai chữ này đều mang cái chữ nhân nè. Rỉnh cũng là nhân nhưng mà là con người, còn chữ duyên cũng là nhân mà là nhân trong từ hôn nhân, cho nên hai từ này khác nhau nhá. Rỉnh duyên nó mang nghĩa là mình có duyên với con người, là mình giao tiếp xã hội nhiều nè, mình quen được nhiều người, mình có duyên với người đó thì là rỉnh duyên. Còn từ duyên duyên, mình nhớ từ nhân này là hôn nhân, là chắc chắn là mối quan hệ trong hôn nhân nè, trong tình yêu nè, thì mình mới kêu là duyên duyên. Mặc dù âm hán Việt nhân duyên giống nhau hết, nhưng mà mình chú ý hả, cái nghĩa nó khác nhau nhá. Cho nên khi mà mình học tiếng Trung dựa theo âm hán Việt thì mình chú ý là xem là cái từ đó có chi hoàn cảnh không, có chi trường hợp không, để mình dùng chính xác hơn. Vậy còn chữ phong phú, phong thủy, hai cái đồ phong, thì từ phong này mình dùng từ phong là ta, nhớ comment gì nhé. Một phút giúp mình thông não hơn khi dùng từ vựng tiếng Trung. Let's go. Lấy vợ, chữ lò phố, chữ lò phố cũng là chữ lấy, nhưng mà mình nhớ dùng chữ chữ. Lấy vợ, con trai lấy vợ, chữ lò phố, chữ lò phố. Lấy chồng, cha lào cung, cha lào cung, dùng chữ cha. Trong trường hợp là con gái đi lấy chồng, đi gái chồng, dùng chữ cha cũng là chữ lấy, nhưng mà nhớ lấy chồng là từ cha. Còn hồi nãy lấy vợ là chữ. Lấy hàng chuyển phát nhanh, chữ khoai tị, chữ khoai tị. Trong trường hợp là bạn kia ship hàng tới chung cư bạn, hay ship hàng tới nhà bạn, mình xuống lầu mình lấy. Lấy hàng, chữ khoai tị. Khoai tị là cái hàng chuyển phát nhanh, cho nên chữ chữ cũng là lấy. Trong trường hợp là mình lấy về cái thứ thuộc về mình, có vẻ là mình đặt hàng trên mạng nè, chuyện hàng đó mình thanh toán rồi là của mình mà, chứ là họ ship về mình tới lấy là chữ chữ. Lấy tiền, nả chén, nả chén. Trường hợp này mình dùng chữ nả nhé. Chữ nả trong trạng thái là mình móc từ trong túi mình móc ra, lấy ra, hay từ trong ví mình lấy ra, mình dùng chữ nả. Hay trường hợp từ trên cao mình lấy xuống là cũng dùng chữ nả. Lấy hàng, chỉ hộ, chỉ hộ, từ này cũng là chữ lấy, nhưng mà chữ chỉ hộ hay dùng ở trường hợp là trong ngành xuất nhập khẩu nè, mình tới cái cảng đó mình lấy hàng về, xách hàng về thì dùng chữ chỉ hộ. Trong ngành xuất nhập khẩu nè, thương mại nè, dùng chữ chỉ hộ. Vậy còn câu tôi muốn lấy lòng cô ấy, thì chữ lấy lòng tiếng Trung nó sao nhỉ? Để comment nhé. Một phút hiểu ngay các thì trong tiếng Trung. Còn xem nhé. Thì hiện tại, tôi ăn một trái lê, 我吃一个梨, 我吃一个梨. Thì quá khứ, 我吃了一个梨, 我吃了一个梨. Thì tương lai, 我将要吃一个梨, 我将要吃一个梨. Thì hiện tại tiếp diễn, 我正在吃梨, 我正在吃梨. Thì hiện tại hoàn thành, 我已经吃掉了一个梨, 我已经吃掉了一个梨. Thì quá khứ hoàn thành, 在这之前, 我已经吃掉了一个梨, 在这之前, 我已经吃掉了一个梨. Vậy còn câu tôi sắp vứt trái lê này rồi thì tiếng Trung nó sao nhỉ? Để cảm ơn nhé. 上, 下 là trên dưới đúng nào. Ngoài ra nó còn có một câu trúc ngắn nhỉ. 在 bla 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 上, hay là 在 bla 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 下, thì mình cũng xem mấy câu là 在 bla 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 上 trước nhé. Cái câu trúc 在 bla 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 上 nó mang nghĩa là trên một chỗ nào đó, như là trên bàn, trên ghế, trên xe, trên tường, vân vân. Thì chữ tại cộng cho địa điểm và cộng cho chữ sợ là trên đâu đó. Nếu trường hợp nó có là trên xe, tại chơ sợ, tại chơ sợ, hay là trên tường, tại chàng sợ, tại chàng sợ, hay là trên bàn, tại chua sợ, tại chua sợ. Nhưng mà ngoài ra cái từ tại bla 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 sợ nó còn nghĩa thứ hai chính là về một cái vấn đề gì đó, ví dụ là về cái vấn đề này, về cái chuyện này, là về việc xử lý cái câu chuyện này, vân vân, thì dùng chữ tại cộng cho một cái danh từ hoặc là một cái cụm câu ngắn rồi cộng cho chữ sợ. Ví dụ trường hợp mình nói câu là về vấn đề này, 在这个问题上，在这个问题上，在这个问题上, hay là câu về việc xử lý chuyện này, 在处理这件事上，在处理这件事上. Còn cấu trúc 在 bla 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 下 nó có hai nghĩa nha. Một là mình dưới đâu đó, như là dưới ghế, dưới gầm bàn, hay là dưới gầm giường, vân vân, thì dùng 在 cộng cho địa điểm và cộng cho chữ 下. Ví dụ trường hợp mình nói câu là dưới xe, 在车下, 在车下. Dưới giường, 在床下, 在床下.
hoặc là câu ở dưới bàn, tại chua xạ, tại chua xạ. Ngoài ra nó còn cách dùng khác nhở, tại cộng cho một cái cụm câu ngắn và cộng cho chữ xạ, nó mang nghĩa là dưới sự bla 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 gì đó, chữ cái câu là dưới sự quản lý của anh ta, hay là dưới sự lãnh đạo của anh ta, hay là dưới sự yêu cầu không ngừng của anh ta chẳng hạn, thì mình dùng chữ tại bla 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 xạ. Nếu trường hợp mình nói câu là dưới sự lãnh đạo của anh ấy, tại tha tờ lĩnh đạo xạ, tại tha tờ lĩnh đạo xạ, hoặc là câu dưới sự yêu cầu không ngừng của anh ấy, tại tha bù đoàn tờ giao chiều xạ, tại tha bù đoàn tờ giao chiều xạ. Nhưng mà đôi khi mình vẫn lược vào cái chữ tại được nhé, thành kiểu là trên bàn chua sợ, dưới bàn chua xạ, trên xe chua sợ, dưới xe chua xạ, vẫn được nhé. Vậy còn câu trên thực tế không phải là như vậy thì tiếng Trung nói sao nhỉ? Vậy cảm ơn nhé. Xúc xích, xiang chẳng, xiang chẳng. Tiếng Việt mình nói câu là cây xúc xích thì mình nhớ tiếng Việt có chữ cây, nhưng mà trong tiếng Trung mình nhớ là không có số lượng, hay là không có chữ này, chữ kia, thì mình nhớ là không có lượng từ. Thì cây xúc xích cũng tương đương là xiang chẳng, xiang chẳng. Trừ trường hợp mình nói câu là một cây xúc xích, yi gen xiang chẳng, hay là cây xúc xích này, zhe gen xiang chẳng, thì mình mới thêm lượng từ gen. Nãy mình nói xúc xích, cây xúc xích này là zhe gen xiang chẳng, zhe gen xiang chẳng. Bây giờ mình nói số nhiều, những cây xúc xích này, zhe xie xiang chẳng, zhe xie xiang chẳng. Còn trường hợp xúc xích đó ở xa mình thì kêu là xúc xích đó, na gen xiang chẳng, na gen xiang chẳng. Còn trường hợp là những cây xúc xích đó cũng ở xa mình thì là na xie xiang chẳng, na xie xiang chẳng. Còn nếu trường hợp mình nói câu là chọn bất kỳ một cây, chỉ bất kỳ một cây là ren he yi gen, ren he yi gen. Mình nói câu là bốn cây này của tôi, cây còn lại của bạn, thì chữ cây còn lại là liên di kinh, liên di kinh. Vậy nếu như mình nói câu là tất cả những cây xúc xích này đều là của tôi thì tiếng Trung nói sao nhỉ?